Vâng, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi bị mờ màn hình khi các bạn chơi game nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ login vào game. Đây. Các bạn thấy như thế nào ạ? Khi mà zoom đến gần nhân vật thì các bạn thấy khá là mờ. Và mình sẽ chơi thử một trận đấu để các bạn xem nha. Đây, vào trận rồi. Đó, thì các bạn thấy là những cái chi tiết nó bị mờ, nó không có rõ nét như chúng ta thông thường thấy. Nhìn khá là khó chịu đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi này nha. Đầu tiên các bạn chỉnh game ở chế độ cửa sổ giúp mình nha. Chỉnh ở chế độ cửa sổ nha. Rồi sau đó chúng ta thoát game. Vào lại nha. Lúc đó này bạn bấm nhanh để cho full màn hình lên. Ok. Nhớ là bấm thật nhanh để khi mà nó load xong á thì bạn phải full màn hình. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem còn bị mờ hay không nha. Đây, hình ảnh đã đỏ hơn lúc trước rồi phải không? Ok, đây rồi. Các bạn thấy chi tiết có rõ hơn chưa? Đây, rất là rõ nét luôn. Các bạn nhìn vào cái áo choàng của mình nè. Những cái chi tiết nè. Rất là sắc nét nha. Ok, nếu các bạn mà fix lỗi thành công được thì hãy để lại một like và subscribe cho mình nha. Xin cảm ơn.